Rồi, xin chào tất cả anh em. Cặp Jibo bữa nay cũng là những biểu tượng rất là nổi tiếng của hãng Jibo cũng như là của nước Mỹ nha anh em. Những biểu tượng anh em sở hữu trên tay rất là ý nghĩa, sang trọng, mạnh mẽ, nam tính lắm anh em. Bên phải là em đồng nguyên khối, họa tiết ngọn lửa Jibo đang tỏa sáng, dòng Jibo Winrod Lighter nha anh em. Đồng nguyên khối đáy bằng ha, đít lồi anh em, trên tay rất là sang trọng. Còn bên trái là em bolide chrome cao cấp, khắc chìm mà logo của lực lượng tuần duyên Mỹ nha anh em, United States Coast Guard, logo lực lượng tuần duyên Mỹ. Với lực lượng này là chuyên đi kiểm tra bảo vệ sự thông thương hàng hải của vùng biển nội địa của nước Mỹ cũng như là các vùng biển trên thế giới đó nè, tuần duyên Mỹ ha, trực thuộc lực lượng hải quân của Hoa Kỳ. Cái logo rất là nổi tiếng anh em trên tay cũng rất là mạnh mẽ, nam tính lắm. Hai em nó hàng zin ha, new full box, chưa hề đụng chạm gì tới hết anh em. Anh em sở hữu chơi hay làm quà biếu, quà tặng cho người thân bạn bè cũng rất là phù hợp đó anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn ngay bên dưới nha, tiện lựa chọn giao lưu Zippo bên mình. Còn số điện thoại thì mình để trên tựa đề clip nha anh em, 0909 828 779. Anh em kết em nào cứ alo mình. Đây là em đồng nguyên khối, logo ngọn lửa Zippo, dòng Jibo Winrod Lighter nha nè, hai mặt luôn, trước và sau cắt chìm y chang nhau, đáy bằng nha anh em, đáy lồi ha, hàng zin, chưa hề đụng chạm gì nha anh em, đồng nguyên khối luôn, nhạy lửa, giữ xăng lâu, chống chịu gió và rất là bền bỉ đó anh em. Biểu tượng ngọn lửa Jibo tỏa sáng, khắc chìm 3D rất là đẹp anh em. Ở dưới là dùng chữ SIN 1932, Jibo Winrod Lighter. Giá hai em nó thì anh em nhấn vô tựa đề clip nha, hiện ra mô tả sẽ có giá hai em nó cho anh em tham khảo. Hàng xịn bên mình thì anh em yên tâm ha, uy tín với anh em nào giờ rồi. Rồi đây là em đồng nguyên khối, logo ngọn lửa Jibo tỏa sáng nha anh em, hàng zin ha, chưa hề đụng chạm gì nha anh em. Còn đây là em logo lực lượng tuần duyên Mỹ, United States Coast Guard nha anh em, mặt sau trơn bóng nha anh em. Em nó đáy lõm ha, cũng hàng zin luôn, chưa hề đụng chạm gì nha anh em. Anh em chơi hay làm quà biếu, quà tặng cho người thân bạn bè cũng rất là phù hợp đó anh em. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình, cứ click vô đường link mình để vô mô tả, anh em vô xem ha. Đây mình trên tay nhanh thôi, soi kỹ anh em xem luôn ha, hàng xịn nha anh em, uy tín với anh em từ nào giờ rồi. Hotline 0909 828 779 nha anh em. Anh em nào có duyên rước hai em nó liên hệ trực tiếp mình nha. Soi kỹ anh em xem luôn ha. Rồi nay cặp Jibo bữa nay mới về là logo ngọn lửa nha anh em, và lực lượng tuần duyên Mỹ nha, hàng zin. Anh em sở hữu hai em nó thì cứ liên hệ mình, hàng full box đó anh em. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha, chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe ha, an khang thịnh vượng và luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Tạm biệt anh em.